đó đi. Câu thứ hai, ban hộ niệm ở ngoài nước khó thành lập do ngại giờ giấc trong bệnh viện không cho phép và người lâm chung không được ở nhà, vậy phải làm thế nào thời gian cho người lâm chung phải nhiều tại giờ mới khuyên được? Theo như dự âm nghĩ là ở nước ngoài không phải người ta bắt bệnh nhân phải chết trong bệnh viện đâu, đừng có nghĩ sai. Mình yêu cầu bệnh viện cho phép mẹ tôi về nhà vì ước nguyện của mẹ tôi là muốn ra đi tại nhà để gần gũi với con cháu, và ý nguyện đó là cái ý nguyện cuối cùng của mẹ tôi. Nói người mẹ đã viết lời gì chúc hối không, đúng không mẹ? Nếu người mẹ viết lời về nhà, tôi muốn về nhà, đưa đó là họ cho về nhà. Nếu mà những người sắp chết thường y tá sẽ tới tận nhà chăm sóc luôn. Theo ở đây không biết sao nhưng ở Úc là vậy, mà giờ ông nghĩ ở đâu cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy, ở Tây Âu Châu cũng vậy, mà ở đây cũng vậy luôn. Ở đây không vậy thôi, chứ không phải là phải bắt buộc phải ở trong bệnh viện. Và đúng như vậy, tức là ý nguyện của gia đình, ý nguyện của chết yêu cầu người ta đưa về nhà. Là do mình sợ về nhà rửa mẹ mình chết trong nhà, mình bán nhà không được, mình lỗ rồi đó. Để mẹ mình trong bệnh viện chứ không bệnh viện nào bắt mình ở trong bệnh viện đâu. Mong cho mình nhớ chỗ này, hộ niệm tại nhà, ra đi tại nhà thì cái xác suất thành công cao hơn trong bệnh viện rất nhiều lần. Ở trong bệnh viện ngó vậy mà rất khó vãng sanh đấy, thưa thật với chư vị. Ngoài vấn đề giờ giấc rồi, vấn đề là khi chết rồi bác sĩ khám ốm nắng đồ gì đó, hô hấp đồ đó gì đó đã bị nặng cho người bệnh. Còn có cái nặng khác nữa là thường thường ở những nơi đó, người ra đi đó thường thấy những cái cảnh giới mà mình không thấy. Ví dụ ở đây có cái gì mà chị Minh vừa như này, hỏi chị Minh kể lại để chị Việt có thể hỏi chị Minh kể lại cái ông cụ Lưu Lộc. Chính vì ông ở bên Úc bay qua hồ niệm cho ông cụ đấy. Khi ở trong bệnh viện thì ông cụ luôn luôn nói có hàng trăm người, có hàng ngàn người. Một người thì bóp miệng, một người thì đánh má độ, người thì bóp cổ, người thì cặn đường, không cho vị đó, không cho ông ta làm. Mà ông đó, ông cụ đã thấy cái bệnh thôi. Đúng không chị Minh Phượng? Đúng như vậy đó. Nhưng mà khi đi về nhà rồi thì ông cụ không thấy nữa. Tại vì nhà mình bao quanh mình niệm Phật, quang minh bao phủ tại đó, làm sao thấy? Ở trong bệnh viện ông ta mê tỉnh, lúc mê lúc tỉnh, nói những chuyện gì trong đâu không. Về nhà niệm Phật thì từ sáng đến chiều ối ra ba tô đen ngòm và bắt đầu tỉnh táo, uống ăn được tới mấy tô cháo luôn. Rồi tỉnh táo luôn tới 31 ngày, 30 ngày sau mới ra đi tức ngày cuối cùng. Đấy, đó là hiện tượng cụ thể đấy. Có gì mình vừa biết. Thực sự đấy, tôi có hộ niệm cho vị đó mà ở tôi mới Úc chạy qua đây tôi hộ niệm mà. Tôi biết mà. Cho nên ở trong bệnh viện thường khó lắm cho vị. Cái xác suất bản thân khó lắm, ít khi mà có thể ra đi trong buồng tốt lành. Những người mà ra đi trong buồng tốt lành là may mắn lắm đấy, mà thực sự khó. Cho nên chúng ta là phàm phu tội chướng sâu nặng thì chúng ta nên tìm cái dễ hơn hay hơn, chứ ở trong bệnh viện khó lắm. Thời gian thì không cho phép, chính vì thế mà xin cho vị muốn thực sự vãng sanh, xin con cái hãy cố gắng đùm bọc mẹ mình đi, bao che cho mình mẹ mình đi, khổ sở cho mẹ mình một vài ngày mà giúp cho mẹ mình vượt qua ách nạn tam đổ ác đạo, đi về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, cái nhà nó bán được nhưng mà mình là một đứa con của một vị Bồ Tát phước báo của ngài lớn lắm, không phải nhỏ như một cái nhà đó đâu. Mình bán được cái nhà đó cũng là nhà của mình, mình không bán được đâu, mình có lỗi gì đâu. Nhưng mà cái vị Bồ Tát đó cho một cái phước báo vĩ đại đó. Mong chư vị quyết làm quyết dạ, hỗ trợ giúp cho mẹ mình bán tranh đi. Chứ đừng có nghĩ rằng bán nhà cũng được, như vậy thì mẹ chết mẹ không chịu tế cho con bán nhà. Cho nên tế mẹ chết ở bệnh viện đó để bán nhà. Nếu vô tình vì một cái nhà, một cái chút tiền bạc như vậy mà mình để mẹ mình đi không đừng cố nặng thì cũng tội nghiệp. Mà chúng ta không làm tròn cái đạo hiếu. Mong cho vị cố gắng trả tròn đạo hiếu bằng những động tác rất là đơn giản. Hộ niệm cho nhau, giúp cho người ra đi tin tưởng vững vàng, niệm câu A Di Đà. Chư vị sẽ thấy những cái hiện tượng bất khả tư nghị. Lúc đó không tin cũng phải tin. Mong cho vị tất cả ai ai cũng tin tưởng để cùng nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nha. Thì là chúng cho một dạng tập thể là lớn.
Tôi rất là hạnh phúc đến nữa. Tôi không ngờ là Pháp Hồ Niệm mà quý báu đến như vậy. Mọi người vẫn say nhà quý báu đến như vậy. Vậy mà chúng con mắc phải rất là nhiều sơ suất. Khi có người thân của mình mà bệnh nặng rồi lại còn muốn mang vào bệnh viện để mà để ra đi trong bệnh viện. Đây là một trong những cái sơ suất của chính chúng ta. Hôm nay nghe được lão cư sĩ Diệu Âm hướng dẫn thì mới biết được những cái sơ suất này để chúng ta một đời này làm sao mà nghiên cứu cho nó rõ ràng, nhất là bây giờ lại có cái quyển sách để hiểu thấu hành chú Pháp Hồ Niệm, ở trong đó đã ghi tất cả những điều rất là cụ thể, và hơn nữa là chính lão cư sĩ Diệu Âm lại giảng về quyển sách này còn viên mãn hơn, rộng mở hơn, rõ ràng hơn, tỉ mỉ hơn để chúng ta nắm bắt được rõ ràng hơn. Kính mong chư vị đồng tu chúng ta trân quý lấy những cái cơ hội này, trân quý lấy cái phương pháp này để cứu chính mình và cứu người thân của mình, cứu luôn cả người hữu duyên với mình. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Không biết là chúng con phải dùng như thế nào, cái lời nào, những cái công đức nào để đền đáp được lão cư sĩ Diệu Âm. Chỉ biết là cố gắng một đời này tu hành và nghiêm túc nghiên cứu cái pháp môn Hồ Niệm để mà sau này được cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, lấy cái công đức này để báo ơn Phật Tổ cũng như là cư sĩ. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cũng xin thành tâm cảm niệm công đức của chị vị sư cô đã chứng minh cho pháp hội. Nam mô A Di Đà Phật.